Thưa quý vị, Hương Toàn là một trong hai xã của thị xã Hương Trà phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương và sự chung tay góp sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã đã có rất nhiều khởi sắc. Địa phương đang tập trung hoàn thành những tiêu chí còn lại để cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Nhà văn hóa cộng đồng khang trang rộng rãi tại thôn Triều Sơn Trung được xem là dấu ấn ghi nhận sự đổi thay rõ nét của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hương Toàn. Sau khi được chính quyền vận động tuyên truyền về hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn Triều Sơn Trung đã tự nguyện đóng góp tiền của để xây dựng nên nhà văn hóa cộng đồng này với số tiền hơn 600 triệu đồng. Được sinh hoạt tại nhà văn hóa mới khang trang sạch đẹp khiến nhiều người cảm thấy thoải mái và phấn khởi. Hồi xưa là sinh hoạt tại cái nhà tại đình Mường Đình Làng, nhưng sau khi chủ trương chính sách của Đảng ủy ban và tất cả thực hiện tới người dân thì để trả lại cái khu vực tâm linh chữa đình thì nhân dân tự nguyện đồng tình ủng hộ trên những cái chính sách quan điểm của Đảng ủy ban và ở thôn là tự nguyện đóng góp tiền và của tất cả bà con là xây dựng nên nhà. Nói chung là cả thôn rất là phấn khởi, hoan nghênh một lần sinh hoạt được thoải mái tự do. Từ các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tại xã Hương Toàn ngày càng khởi sắc. Đến nay, giao thông nông thôn toàn xã đã bê tông hóa 100%. Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 15.000 mét vuông đất và đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong toàn xã đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh đó, Hương Toàn còn có nhiều làng nghề và đặc sản nổi tiếng như bún Vân Cù, cốm An Thuận, rượu Dương Sơn, quýt Hương Cần, đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Hiện tại, Hương Toàn đang tập trung đầu tư cho thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của địa phương, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hương Toàn cho biết, lộ trình xây dựng nông thôn mới đang có những kết quả khả quan. Còn hai tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở vật chất văn hóa, xã đang phấn đấu hoàn thành trong tháng cuối cùng của năm 2017. Để cuối năm 2017 hoàn thành 19 đến 19 tiêu chí thì hiện nay Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo ban quản lý xây dựng nông thôn mới và ban đánh giá xây dựng nông thôn mới hoàn thiện các cái quy trình hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, và khi mà được Ủy ban nhân tỉnh công nhận về xây dựng nông thôn mới thì Ủy ban xã sẽ xây dựng các cái kế hoạch liên quan để bảo vệ và duy trì và phát triển các cái trên 19 đến 19 tiêu chí này. Với những kế hoạch, mục tiêu cụ thể cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng Hương Toàn sẽ thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.